Tử vi tuổi Tân Tỵ sinh năm 2001 năm mạng, năm 2022 phải mua kết đựng tiền. Hoan hỷ chào đón quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Phong thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích được tư vấn và trợ duyên bởi thầy Gia Cát cùng với các thầy trong Hiệp hội Phong thủy và Tâm linh Việt. Thưa quý vị, nếu như quý vị và các bạn đang có nhiều dự định lớn trong năm 2022 Nhâm Dần mà không biết rằng năm 2022 Nhâm Dần này có phải là thời điểm tốt để các bạn dự tính cho công việc hay là không? Hãy khám phá tử vi cho tuổi Tân Tỵ sinh năm 2001 năm mạng trong năm 2022 này để biết thêm chi tiết về những thuận lợi và khó khăn mà bạn sẽ phải đối mặt trong năm mới 2022 là những gì. Tử vi tuổi Tân Tỵ sinh năm 2001 năm mạng trong năm 2022 này sẽ luận giải chi tiết về cuộc sống của bạn, về các phương diện như là tình duyên, học tập, công danh sự nghiệp, gia đạo, sức khỏe. Qua đó, bạn sẽ có được một cái nhìn tổng quan về tất cả những điều tốt xấu của mình trong năm mới 2022 Nhâm Dần. Sau đây sẽ là phần luận giải tử vi cho tuổi Tân Tỵ sinh năm 2001 năm mạng trong năm 2022 Nhâm Dần. Xin mời tất cả quý vị và các bạn chúng ta cùng theo dõi. Tử vi tuổi Tân Tỵ sinh năm 2001, năm 2022 năm mạng trở mình hóa rồng. Tử vi tuổi Tân Tỵ sinh năm 2001, năm 2022 năm mạng là nửa hỷ nửa bi, bán hung bán cát, giao gặp tương hình tương hại với năm Nhâm Dần 2022 và cũng có nhiều cát tinh chiếu mạng, cho nên vận thế sẽ không quá xấu. Tử vi tuổi Tân Tỵ sinh năm 2001, năm 2022 năm mạng tổng quan. Tử vi tuổi Tân Tỵ sinh năm 2001, năm 2022 năm mạng là nửa hỷ nửa bi, bán hung bán cát, do gặp tương hình tương hại với năm Nhâm Dần và cũng có nhiều cát tinh chiếu mạng, cho nên vận thế sẽ không quá xấu. Năm Nhâm Dần không chỉ có cơ hội mà còn bao gồm cả thử thách cho sự phát triển của Tân Tỵ, tùy thuộc vào bạn nắm bắt nó như thế nào mà thôi. Để vận trình năm được hanh thông và thuận lợi, đồng thời hóa giải cục diện tương hại với Thái Tuế năm 2022 Nhâm Dần, những gia chủ tuổi Tân Tỵ hãy luôn mang theo bên mình một kim bài Thái Tuế. Đây chính là pháp khí chuyên hóa giải hạn Thái Tuế của năm, nhất là với gia chủ Tân Tỵ bị phạm vào Thái Tuế. Mặt trước của kim bài có in hình Thái Tuế năm 2022 là Hạ Ngạc Đại Tướng Quân. Mặt sau có in hình lệnh phù Thái Tuế mang theo bên mình sẽ được Thái Tuế tương trợ, che chở, giúp cho vận trình của năm được hanh thông thuận lợi. Cát tinh, thầy Gia Cát dự báo năm 2022 năm mệnh Tân Tỵ gặp không ít các cát tinh, trong đó nổi bật phải kể đến là Thái Âm Quý Nhân và Tam Thai. Đây chính là hai cát tinh đóng vai trò tích cực trong chuyện tình cảm và sự nghiệp của bạn nam Tân Tỵ. Hãy tận dụng những thời cơ này để phát triển công việc của mình. Bên cạnh đó là gặp gỡ những mối nhân duyên mới, con trai nên chủ động nhiều hơn để có thể tìm được đối tượng phù hợp với bản thân. Hung tinh, tử vi năm 2022 nói tuổi Tân Tỵ gặp khá nhiều hung tinh. Sự ảnh hưởng của Thái Âm vừa tốt vừa xấu có thể khiến cho bạn khó nhận được may mắn. Đặc biệt, các mối quan hệ cá nhân của bạn có thể bị ảnh hưởng bởi hung tinh câu rào và quán tác, bị tiểu nhân quấy thân. Nhìn chung vận thế bấp bênh, nửa hung nửa cát, mệnh chủ dễ gặp rắc rối liên quan đến pháp luật, những tranh chấp thị phi thường kéo đến, chú ý đi lại tranh chấp kẻo xảy ra họa huyết quang. Sự nghiệp, tử vi tuổi Tân Tỵ sinh năm 2001, năm 2022 năm mạng có sự nghiệp học tập khá tốt. Hầu hết các bạn tuổi Tỵ 21 tuổi đang ở độ tuổi thiếu niên, tuy rằng gặp tương hình với năm, tuy nhiên may mắn có các tinh tam thai xuất hiện giúp cho việc học tập của tuổi Tỵ đi lên, cho nên tình hình học tập của bạn cũng không quá tệ. Nam tuổi Tỵ nhờ sự nỗ lực cố gắng mà có thể học hỏi được nhiều kiến thức, có cơ hội tiếp xúc với các công việc cũng như thực tập từ trước, cho nên bạn sẽ nhận được nhiều may mắn và thuận lợi hơn. Bạn có thể tận dụng thời gian này và đi thực tập nhiều nơi khác nhau để trải nghiệm cuộc sống cũng như thử thách sau này công việc càng dễ dàng hơn với bạn. Tài vận, tử vi tuổi Tân Tỵ sinh năm 2001, năm 2022 năm mạng dự báo tình hình tài vận khá ổn định, có phát triển nhưng dừng ở mức bình thường. Những chàng trai sinh năm 2001 sẽ trở nên trưởng thành hơn nhiều hơn trong năm 2022. Các bạn biết kiếm tiền để nuôi sống bản thân, tự tin trang trải đủ mọi thứ. Dù còn trẻ nhưng người tuổi Tân Tỵ có những bước đi chững chạc hơn người khác. Tuy nhiên,
năm nay bạn nên kiềm chế ham muốn tiêu tiền, mua sắm của mình. Thời điểm này thật thích hợp để cho các bạn học cách quản lý tiền bạc của mình. Nó có thể giúp ích rất lớn cho con đường kiếm tiền sau này của bạn, sinh năm 2001. Bên cạnh đó, để tăng cường tài lộc và sự nghiệp, những gia chủ tuổi Tân Tỵ hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy, minh quang pháp bảo. Đây chính là pháp khí của nhà Phật, mang theo bên mình sẽ được thần Phật che chở độ mạng, hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại, đồng thời khai mở cung tài lộc, giúp cho công việc sự nghiệp thăng tiến bền vững. Tình cảm, tử vi tuổi Tân Tỵ sinh năm 2001, năm 2022 nam mạng cho hay, vận tình duyên của bạn không được tốt lắm. Xem bói thấy hai hung tinh xuất hiện, đó chính là câu giả và quán tác, nhân duyên của bạn rất tệ. Chàng trai Tân Tỵ có nhiều yếu tố vây quanh, khiến cho bạn không toàn tâm toàn ý yêu đương. Các mối quan hệ mới chấm nở cũng dễ bị lụi bại. Thời gian này có lúc bạn còn thiếu tự tin về bản thân, chính vì thế mà không có nhiều cơ hội để gặp gỡ, xây dựng những mối quan hệ mới. Tử vi số khuyên bạn không nên quá phô trương trong mọi việc. Đối với các mối quan hệ bạn bè thì nên hạn chế sự xã giao nhiều mà không sâu sắc. Đối với chuyện không phải của mình thì đừng quá tọc mạch để vướng thị phi vào thân. Chuyện tình yêu lứa đôi cũng cần phải cân nhắc. Bạn sinh năm 2001 nên bỏ cái tôi của mình xuống để có thể ở bên người yêu lâu dài. Mối quan hệ này của bạn cần phải có không gian cho cả hai và đừng quá kiểm soát đối phương. Sức khỏe, tử vi tuổi Tân Tỵ sinh năm 2001, năm 2022 nam mạng có sức khỏe khá bình thường, dù không có nhiều hung tinh quấy nhiễu nhưng lại tương hình với năm, cho nên tốt nhất vẫn cần chú ý để bảo vệ sức khỏe của mình. Tuổi Tỵ phạm hình phạm hại với năm Dần, cuộc sống gặp một vài sự cố, tai họa đổ máu nhẹ, hãy tránh những cuộc xô xát, chú ý khi tham gia giao thông để giữ an toàn cho bản thân. Giải pháp chung cho các bạn chính là mặc quần áo màu đỏ, sử dụng đồ màu đỏ vào những dịp đầu năm để cầu mong thịnh vượng và xua đuổi tà khí. Màu đỏ trong năm mới còn giúp cho chúng ta tăng thêm sinh khí, hóa giải tà khí. Và quý gia chủ tuổi Tỵ cũng cần phải luôn mang theo bên mình vòng tay tam hợp quý nhân Tỵ, Dậu, Sửu. Đây chính là pháp khí phong thủy được sản xuất dựa trên bộ tam hợp quý nhân của người tuổi Tân Tỵ. Vật phẩm dùng để chiêu quý nhân giúp đỡ, hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại, đồng thời tăng cường sức khỏe và tài lộc cho gia chủ tuổi Tân Tỵ. Tử vi từng tháng. Tử vi từng tháng tuổi Tân Tỵ sinh năm 2001, năm 2022 nam mạng được căn cứ theo 24 tiết khí để đánh giá và phân tích như sau. Tháng 1. Tổng thể tài lộc của năm mệnh tuổi Tân Tỵ trong tháng 1 âm lịch tương đối trung bình, mặc dù tháng đầu tiên luôn rất sôi động và nhiều lễ hội, nhưng do hình hại với năm cho nên vận trình của những người tuổi Tân Tỵ trong tháng này không được tốt lắm. Thay vào đó, bạn thường có dấu hiệu bất ổn, ảnh hưởng tuổi phạm hình phạm hại với năm khiến cho bạn sống không dễ dàng gì, gặp nhiều bất lợi. Tháng 2, các mối quan hệ xã hội của người tuổi Tân Tỵ sinh năm 2001 vào tháng 2 tương đối yếu, bị phá hủy bởi sao hung tinh câu giảo và quán tác, bạn có thể thu hút sự ghen tị và oán hận của người khác. Năm mệnh tuổi Tân Tỵ nên lưu ý làm ăn gì cũng phải dành thời gian cho việc rèn luyện bản thân. Đối với công việc vi phạm pháp luật thì chúng ta không nên dây vào, nếu không sau này sẽ gặp vấn đề lớn. Tháng 3, tử vi tuổi Tân Tỵ sinh năm 2001, năm 2022 nam mạng dự báo vận trình của bạn trong tháng này tương đối gập ghềnh. Với sự can thiệp của thái tuế, bạn có thể bị hao hụt tiền bạc trong tháng này. Đồng thời, thu nhập trong khoảng thời gian đi thực tập cũng không mấy lý tưởng. Nhiều khả năng các bất đồng ở nơi làm việc mới sẽ xảy ra. Chàng trai tuổi Tỵ sẽ phải chịu nhiều bất công, bị trừ lương hay phạt tiền. Lời khuyên dành cho người tuổi Tân Tỵ sinh năm 2001 nên học hỏi thêm kinh nghiệm từ những đồng nghiệp lớn tuổi. Nếu gặp vấn đề chưa hiểu, có thể mạnh dạn nhờ giúp đỡ, làm việc chăm chỉ hơn và tin rằng tài vận sẽ luôn xoay chuyển theo hướng tích cực. Tháng 4, vận trình nam mệnh tuổi Tân Tỵ trong tháng 4 hơi kém. Sự ảnh hưởng của tiết thanh minh cộng thêm tuổi phạm hình phạm hại với năm cho nên bạn càng nản lòng nhụt chí. Bạn thường không có nghị lực để làm mọi việc và bạn dễ mắc phải những tình huống nửa vời, lơ đánh. Đặc biệt, về sức khỏe tinh thần cũng vô cùng mong manh, lại hay bị cảm xúc tiêu cực xen vào, khiến cho bản thân bị năng lượng tiêu cực, tài lộc sa sút nhiều, vận đen liên tiếp ập đến. Vì vậy, người tuổi Tỵ nên chú ý điều chỉnh trạng thái tinh thần và ngoại hình trong tháng này, nghỉ ngơi hợp lý, đừng tạo áp lực quá lớn cho bản thân. Tháng 5, vận trình học tập của nam mệnh tuổi Tân Tỵ cải thiện trong tháng này. Với sự trợ giúp đắc lực của tam thai,
các chàng trai tuổi Tỵ sinh năm 2001 có thành tích tốt, đi học thi cử đều có bài thi khá lý tưởng, trong công việc cũng nhận được sự yêu thích và tín nhiệm của cấp trên. Không chỉ vậy, độ nổi tiếng của nam tuổi Tỵ cũng rất mạnh trong tháng này, được quý nhân giúp đỡ, bạn sẽ có nhân duyên tốt, quan hệ xã giao thuận lợi, việc học tăng tiến và nhận được sự khen ngợi. Tháng 6, tử vi tuổi Tân Tỵ sinh năm 2001, năm 2022 nam mạng, có vận trình tình cảm khá tốt trong tháng 6. Với sự trợ giúp của thái âm quý nhân, chàng trai tuổi Tỵ độc thân sẽ có cơ hội gặp gỡ một số đối tượng nổi bật trong tháng này. Bạn có thể thông qua bạn bè để bắt đầu những mối quan hệ yêu đương mới. Nhìn chung duyên số sẽ mỉm cười với bạn. Đây có thể là mối tình đầu của bạn và hứa hẹn những hạnh phúc bất ngờ đến với chàng trai tuổi Tỵ. Tháng 7, tử vi dự báo sức khỏe của Tân Tỵ sinh năm 2001 trong tháng 7 hơi sa sút, bị ảnh hưởng bởi hung tinh và phạm hình thái tuế. Bạn gặp tình trạng thể chất kém, thường xuyên ốm đau và cảm lạnh. Không chỉ vậy, vào tháng 7, dưới sự ảnh hưởng của thời tiết nắng nóng, bạn có thể bị say nắng hoặc là chóng mặt, hạn chế đi ra ngoài vào ban trưa. Bên cạnh đó, các hoạt động ngoài trời như đá bóng, chạy thể dục cũng cần phải chú ý bảo vệ cơ thể. Nam mệnh tuổi Tân Tỵ được khuyến cáo là không uống bia và tham gia giao thông khi vượt quá nồng độ cồn cho phép. Tháng 8, tổng thể tài lộc của người tuổi Tỵ sinh năm 2001 khá tốt trong tháng này. Hầu hết các bạn không bị ảnh hưởng quá nhiều bởi các sao hung tinh, nhưng có thể cho thấy mặt tài lộc tương đối ổn định, đặc biệt là về học hành. Tuổi Tân Tỵ có học lực rất tốt, tháng này điểm số được cải thiện đáng kể. Tháng 9, tử vi tuổi Tân Tỵ sinh năm 2001, năm 2022 nam mạng dự kiến có các mối quan hệ khác sẽ khởi sắc trong tháng 9. Với sự giúp đỡ của thái âm, bạn sẽ có nhiều cơ hội được dẫn dắt trong thời gian thực tập và để nâng cao khả năng làm việc của mình. Nam mệnh tuổi Tân Tỵ khá vui tính nên sẽ lấy lòng được các đồng nghiệp trong công ty. Đây chính là lý do khiến cho các bạn được đồng nghiệp giúp đỡ. Tháng 10, tử vi dự báo quan hệ của bạn với gia đình phát triển rất tốt trong tháng này, quan tâm và chăm sóc lẫn nhau. Đặc biệt, những mâu thuẫn ghẻ lạnh giữa các bạn có khả năng sẽ được giải quyết trong tháng này. Đặc biệt, một số chàng trai vốn nổi loạn có thể sẽ có cơ hội giao tiếp với cha mẹ trong tháng này. Tháng 11, tử vi nam mạng tuổi Tân Tỵ tràn đầy năng lượng hơn trong tháng 11 năm Nhâm Dần. Chương trình học bớt nặng nề chính thức chính là lúc mà nhàn hạ để Tân Tỵ có cơ hội cùng với bạn bè đi du lịch. Tuy nhiên, bạn nên chuẩn bị những đồ dùng sinh hoạt và quần áo khi đi du lịch vì thời tiết mỗi nơi mỗi khác nhau và có thể khiến cho bạn bị cảm. Tháng 12, vận trình tài lộc của nam mệnh tuổi Tỵ sinh năm 2001 ở mức trung bình khá. Cuối năm tài chính của bạn khá tốt, không có lo lắng, nhưng cuộc sống của bạn lại gặp muộn phiền quá nhiều. Ảnh hưởng của tất sát khiến cho tâm trạng dễ cáu gắt hơn. Thưa quý vị, vậy là chúng ta đã cùng nhau phân tích xong về phần luận giải lá số tử vi cho tuổi Tân Tỵ sinh năm 2001 trong năm mới 2022 Nhâm Dần. Chắc hẳn là quý vị cũng đã biết là mình cần phải làm gì cho tương lai, đúng không ạ? Thông qua chương trình này thì chúng tôi cũng luôn mong rằng quý vị và các bạn hãy áp dụng những kiến thức mà Phong Thủy Gia Cát chia sẻ vào trong cuộc sống hàng ngày để thay đổi vận mệnh của mình ngày một tốt lên. Cảm ơn tất cả quý vị và các bạn đã quan tâm đồng hành cùng với chúng tôi trong suốt thời gian vừa qua. Xin mến chào và hẹn gặp lại.